Đang đứa làm gì vậy? Thôi. Tôi bớt đèn gì bạn? Cái gì các bạn thân mến? Thì ăn bớt đi. Làm gì vậy? Thôi nóng đầu quá lắm nè. Bà giống cái lồng đèn quá. Cái lồng đèn. Nóng quá. Đội lên cho mẹ. Trời ơi, trời. Nó có con gái thật tuyệt. Thật tuyệt. Rồi. Quý vị các bạn thân mến. À, đèn ta đen. Ổn đầy quý khán giả hỏi mình hoài cái vụ này. Bây giờ mình xin trân trọng giới thiệu hai em hoa hậu và á hậu của mùa trung thu này. Đây. Đây là em này em. Em này là cựu hoa hậu. À. Và năm nay cũng hy vọng là tiếp tục sẽ là tiếp tục hoa hậu tiếp. Còn em này là khi em này là hoa hậu thì đương nhiên em này phải là á hậu, đúng không? Rồi. Nói đùa vậy thôi, nhưng mà năm nay thì Coleman cũng tiếp tục xin được giới thiệu với quý vị và các bạn các sản phẩm bánh trung thu. Năm nào cũng vậy, mới đó mà một năm rồi, nhanh quá đi. Đúng không? Con anh. Đúng không thì anh? Dạ đúng. Rồi bây giờ hai đứa giúp ba nè, cầm lên. Dạ để con cầm nha ta. Rồi. Đây là cái hộp bánh, cái hình thù giống y như năm ngoái. Đấy mọi người có thể nhìn thấy nha. Đây là mẫu cũ. Còn đây là mẫu new. Nhớ để cái khung kia. Đừng quay chút lắm. Rồi, ok. Ủa vậy? Ui. Đây. Để bên đây đi. Rồi bây giờ đây, bây giờ mời xin giới thiệu với trân trọng giới thiệu với cô chú. Rồi cái hộp bánh cũ thì thôi chắc mọi người năm ngoái vẫn nhớ. Và thôi bây giờ mình giới thiệu cái hộp bánh mới đi. Đã bánh cũ thì mình mở ra luôn được nha. Đây, hộp mới to hơn hộp cũ. Đây, các bà con các bác có thấy không? Đó. Gì vậy bà ngắn? Cái vỏ kia đâu? Cho thì anh lấy cái vỏ kia đội luôn đi. Thấy em không? Em ngoan. Em đợi đi, cho đỡ rối. Rồi. Rối quá thôi, để ba làm tập trung nào. Rồi. Mẹ đi chắc được ăn bánh rồi nè. Nè, hộp đẹp chưa? Da đẹp ba. Bây giờ hai hộp hộp mới này, hộp mới với hộp cũ là bây giờ Thùy Anh thích hộp nào? Chọn hộp nào kìa. Bây giờ chọn đi. Con thích hộp này hơn hả? Đây, hộp này đẹp. Hộp bự. Thích hộp bự. Hộp bự. Thì Vân Anh thích hộp nào? Vân Anh thích hộp này nè. Hộp này hay hộp này? Mẹ vẫn thích hộp này thôi. Rồi, đúng. Con đi qua đây đang đứng che rồi. Rồi, ok. Thôi thì thật ra hai hộp này á, cái hộp to thì giá lại nhỏ. Nhưng cái hộp nhỏ thì giá lại to. Why? Bởi vì đây là hàng này vẫn là hàng premium. Con biết tại sao. Wow. Bởi vì cái hộp nhỏ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ra xem cái hạt cái hộp bên trong. Cái hộp cái bên trong nha. Đây, nhưng mà có lẽ là mình sẽ không có review cái này bởi vì cái hộp này to lắm. Nhiều bánh hơn đúng không? Con biết tại sao hộp nhỏ lại nhiều. Đây, cái hộp lớn. Vì cái hộp nhỏ cái mặt ba bự hơn cái hộp lớn. À, do cái mặt chứ mà do bánh hả? Dạ. Đây, trong cái hộp nhỏ hộp cũ này thì nó có mẫu cũ nè, trong đó là vẫn mọi người vẫn còn nhớ. Mình nghĩ rằng á, mặc dù cái này nó chỉ có một cái thôi. Yeah. Nhưng mà con đừng. Đây để ra rồi, đây. Thôi mình để ra soạn ra hết đi. Dạ. Yeah. Con để này xuống đất đi con. Đây, con để. Dạ. Để lên đây luôn. Tháo ra luôn đi Vân Anh. Tháo ra. Tháo ra giúp ba đi, nhanh lên, nhanh lên. Dạ, con biết. Ừ, tháo ra khéo nè. Không nó hư hết. Trời, giờ nó tháo, cuối cùng mình tháo luôn. Rồi mở ra đi. Rồi, kính thưa quý vị và các bạn, cái hộp cũ này. Lấy ra đi. Rồi, lấy ra. Rồi. Đây. Hộp cũ thì sẽ có hai chiếc jambon, vi cá jambon gà quay. Đều là hai trứng. Đó. Cái hộp giống như năm ngoái cho mọi người còn nhớ ha. Dạ. Hai cái thập cẩm vi cá jambon gà quay. Ơi, và trong đó có hai trứng rất chất lượng. Rồi thêm một cái là một thập cẩm, một trứng lạp xưởng. Dạ. Và một cái này mới rất là đặc biệt. Đó, cái chữ đặc biệt đàng hoàng.
Nhân dừa, sầu dừa, riêng, hạt dừa. Hạt dừa, xin lỗi. Nhân dừa, sầu riêng, hạt dừa. Cũng hai trứng luôn. Đó. Còn cái thập cẩm này thì một trứng thôi. Đó. Rồi mọi người nhớ nha, bánh trung thu này làm bằng tay. Rồi, cho bánh nên trung sẽ thu không có sắc sảo như những cái bánh trung thu bà khác. Làm chung với cô chú hả? Đúng rồi. Nhưng mà chất lượng bên trong thì không thua kém nha. Đúng rồi, bánh trung thu này là handmade mooncake nha bà con cô bác ơi. Ủa sao cái gì màu đỏ? Ừ, rồi. Thôi bây giờ tụi con muốn ăn cái nào? Thôi, lấy đại đi. Thôi thì cũng nên lấy một cái đi. Không, bây giờ nè, ba bảo nè. Rồi. Thôi mình để mở ra hết đi hai cái đó mình tính. Rồi, đây là. Rồi, tiếp tục. Ồ. Làm quá. Ồ, làm quá. Ê, trời ơi, cái hộp này bên đây đẹp lắm. Đẹp không nào? Rồi, con để này lên đây đó. Đó, để giống như mẹ làm cho đẹp này. Cái này là gì vậy ba? Hộp, hai hộp trà. Rồi, để đầu tiên để mình giới thiệu. Oh yes, sô-cô-la. Rồi, cái hộp to này thì năm nay là mẫu mới. Đó, và mình cũng đang hướng đến là vì mà chắc mọi người vẫn còn nhớ cái giá của hộp cũ năm ngoái là 699.000. Năm nay giá vẫn không đổi, không có xuống giá. Nhưng mà cũng không có tăng giá luôn. Mặc dù vật giá thì leo thang nhưng mà Coleman quyết định là không tăng giá. Rồi, ok, cái này là cái cũ. Nhưng cái mới này mình làm cái hộp cho thật to, thật đẹp và làm quà tặng để cho mọi người dễ tặng cho bạn bè, tặng cho người thân. À, nhưng mà ở đây trong đây thì nó chỉ có hai cái trứng, hai cái bánh trung thu thôi. Còn lại là hai cái thỏi sô cô la và hai hộp trà để mình giảm giá thành để cho mọi người dễ sử dụng, dễ mua, dễ ăn và dễ tặng quà cho bạn bè, người thân. Rồi. À, và như vậy thì cái giá bên đây là 699 nhưng mà giá bên đây thì chỉ có 499.000 đồng thôi. Đây. Nghe cũng được đúng không? Trong vòng khoảng 500 ngàn là dễ. Mọi người dễ mua hơn là 700 ngàn đó chứ. Khoảng cách từ 500 tới 200 tới 700 thấy vậy chứ. Cách biệt nhau có 200 ngàn chứ nó không đơn giản. Ok. Rồi bây giờ con sô-cô-la hả? Đỡ cái đầu nó dán từ luôn mắt mưa hết. Rồi bây giờ nè, khoan, bây giờ từ từ để ba mở. Đố con trong đây bánh là những gì? Đoán đi, đoán có thưởng. Đố hai đứa nè. Mẹ đoán nha. Bao bì năm nay rất dễ thương, rất đẹp. Cầm lên mới biết được. Trứng. Cái này nhân thập cẩm. Cái này thập cẩm. Đúng luôn. Trong hai cái bánh này. Bây giờ ba đố nè. Trong hai cái bánh này có một cái là thập cẩm. Cái là gì? Một cái thập cẩm, một trứng. Một cái thập cẩm hay trứng. Và một không, và một cái là đặc biệt nhân dừa, sầu riêng, hạt dừa. Rồi. Nhìn hai cái giống nhau, đố ai đoán được. Lấy đại đi, cái này thập cẩm. Cái đó thập cẩm đúng không? Rồi, rồi ok. Cái trên đó thập cẩm. Rồi thôi thì mình ăn thử đi. Đúng không? Kim sao? Trời ơi, mày sao mày đoán hay vậy? Cũng được rồi, ba nhớ cho con tiền quả heo cho ba. Trời, tự nhiên nhớ ba nhớ cho con tiền quả heo. Trời ơi, sao con cái tôi gì nó đâu có, tôi đâu có đam mê tiền vật chất đâu mà sao tôi nói cái gì nó cũng tiền bạc cho tôi quá vậy trời. Đây. Và trong cái bánh này mọi người thấy nè, đó. Đó, có một cái lớp bao ni lông bên ngoài. Đó, để cho khí không lọt vào bên trong và đặc biệt là có gói hút ẩm Obuster. Đây, gói hút oxy. Đây, Obuster, đây là cái gói. Đây là một trong những cái thương hiệu mà rất là nổi tiếng, gần như là hàng đầu thế giới, nói về bột hút ẩm, gói hút ẩm Obuster. Tất cả các hạng, những người nào mà có làm bánh thì chắc chắn sẽ biết cái loại gói hút oxy này. Và mình cũng xin tiết lộ luôn, gói hút oxy này là cô Trương Mẫn Thanh cung cấp. Wow. Ồ, rồi cái mặt đó kìa, giống như là. Rồi, thôi bây giờ đưa cái dĩa vào đây, mẹ cắt thử cho. Đây là cái nhân dừa. Nhân dừa, sầu riêng, hạt dừa. Năm nay mình tin chắc rằng đây là cái loại bánh đặc biệt này cũng tiếp tục sẽ rất là hot và tất cả quý vị các bạn sẽ rất thích. Để lấy thêm một con sau. Rồi, bây giờ ok. Vân Anh có vẻ thích sô cô la, còn hai thỏi sô cô la này thì mình xin để là hai thỏi sô cô la rất là ngẫu nhiên. Đó. Có thể là sô cô la ớt. Rồi đây, cái này sô cô la ớt, còn cái dưới này là sô cô la nhân muối, ớt và muối. Đây cũng là hai cái loại sô cô la mà Coleman rất là thích. Ủa ra phải lựa cái bà thích mới được.
Có những loại khác ba để ngẫu nhiên. Rồi còn lại để nói một chút xíu, lấy cái tay xuống nè, để ba quay nè. Đây, đây là hai hộp trà. Ủa sao cứng thế? Ồ, cứng ngắc à, hai hộp trà. Mẹ lấy thử xem. Không được đâu. Ồ, sao mẹ lấy hay vậy? Ba lấy dở vậy? À, rất là đơn giản. Trời ơi, dễ mà sao ba lấy dở vậy trời? Đây, cái đĩa đi để coi đây là sản phẩm gì, trà gì. À đây là hai hộp trà xanh Thái Nguyên. Đây. Mẹ nói lấy dĩa mà. Chắc không thấy nổi đâu. Úi. À cái này là trà sen. Ngồi xuống đi hai đứa ơi. Cái này là trà hương sen, còn cái này là trà xanh. Nó hơi mờ chút xíu. Bên này là trà hương sen, còn này là trà xanh nha quý vị và các bạn. Ăn bánh uống trà còn gì bằng. Ủa sao mình không có pha trà mà uống nè. Pha được không? Pha kịp không? Rồi ok. Rồi chú Cương tạm dừng trong giây lát. Chúng ta sẽ trở lại khi có bình trà ra. Chúng ta sẽ cắt bánh và cùng ăn trò. Rồi ba muốn mày cắt cái nào? Chắc là mình phải thử ba cái để cho quý vị khán giả và các bạn biết ha. Rồi đầu tiên là cái thập cẩm một trứng trước. Được, với lại cái nhân nhân dừa, sầu riêng, hạt dưa. Cái gì giận hết vậy? Để ba cắt một cái đi con đi. Ba biết cắt bắp. Ba biết cắt bánh chung không không? Con biết. Dạ. Đây là nhân dừa, sầu riêng, hạt dưa. Đố, đố ba cắt cho mình để. Thôi mà ba chúng con ba là hài lắm luôn á. Ừ hài. Còn có nửa tiếng nữa ba ra sân bay đó mà phải lo ba làm cái điều này để cho các cô chú thôi mất rồi nói ừ. Lời tạm biệt nè. Con muốn cá. Rồi thơm quá cái này nhân dừa sầu riêng. Thử đấy con. Sầu riêng thôi mặt với anh thì. Nhưng anh không ăn được sầu riêng. Gì vậy? Thôi để tập trung đi mẹ lấy. Ba dừng đứt đứt tay. Lấy cái mặt ra đây Vương Anh. Sao sao đứt tay được mẹ, khiếu lắm. Mẹ xuống mẹ được cắt đó nha. Bánh thập cẩm này không có đơn giản để cắt đâu nha. Tại vì cái cứ... không phải làm bằng tay á. Cho nên là nó sẽ có những cái hạt to to. Ôi ngon quá. Đây là thập cẩm lạp xưởng một trứng. Đó. Cái này giống mì cá quá vậy. Nó nhờ bật. Ừ, mang mang một cái vali. Đó đây tiếp đây. Ok rồi. Đây thập cẩm lạp xưởng một trứng thôi. Yes, không bể nha. Rồi, ok, rồi. Không bể. Đây. Xin mời Daddy. Rồi đây mình xin thử. Thôi cho ba một cái thôi. Con ngồi xuống đi, cứ kéo cái ống ép hoài nhức đầu quá hả? Rồi, đây. Mất miếng trứng của tôi rồi. Cố ý á. Ừ. Mẹ mà đừng có thôi đâu. Cảm giác nguy hiểm quá à. Ừ, sorry. Rồi. Ôi. Ngon quá. Ngon quá. Ngon ha. Ngon. Ngon thiệt nha. Chúng bạn có bánh vô mình bán cho mình khen ngon nha. Thật sự. Ăn không ngon. Xuất sắc. Nó trà bông quá vậy. Con trà bông ngon quá. Rồi. Có gì mấy đứa nhớ để mang biếu cô giáo nha chưa? Dạ. Mang tặng cô giáo nghe không? Tặng rồi. Ừ. Ủa nhưng mà còn đâu mà tặng. Mình nghĩ là tặng cái này là ý nghĩa không? Tại vì nó có nguyên cả sô-cô-la và trà. Rồi đây. Bây giờ mình cắt thử cái dăm bông gà quay đi. Ồ cái này là dưa cá nè. Thì thử bên cái hộp xịn chút này á. Vi cá dăm bông gà quay đặc biệt luôn nè, số 1 luôn. À, có một số người hỏi á là có nghĩa là một cái hộp mình sẽ gồm những cái mẫu bánh này nhưng mà mình muốn đổi cái vị thì sao? Ví dụ như người ta muốn lấy thập cẩm không hay không, là không đổi được, không đổi được. Tại vì số lượng có hàng nên quý khán giả
thông cảm giùm là nó cứ thay phải đúng set nguyên set vậy thôi nha, mọi người thông cảm cho mình nha. Dạ. Không có đợi được. Ủa ai mở tiếng gì vậy? Dạ, ông ngoại, ông ngoại. Mẹ mẹ. Con đang nói ông ngoại mà tắt gì. Con khép cửa lại đi không anh? Đây tới đi mẹ. Nữa hả? Khép thử đi. Rồi, chẳng ngang, chẳng ngang. Go, 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 go. Vâng anh vô lấy thêm cái dĩa trắng giống vậy nữa đi con. Con anh. Dạ. Ừ, nhanh lên. Dạ. Để lát mình thử cái bánh nhân dừa sầu riêng nè, ngon lắm nè. Đó, cái này là vi cá jam bông gà quay hai trứng. Còn cái này là gam jam bông gà quay cũng hai trứng nhưng không có vi cá. Dao này có vẻ dày quá, mày lấy một cái. Cái này ngon dễ ăn nữa. Được không con? Dạ. Nhờ ông ngoại lấy đi. Để mẹ lấy cho. Để mẹ lấy cho con ơi. Trời ơi, cái bánh này ngon quá nè, nè thì em ơi. Wow, cái này có vẻ chất lượng mà. Wow, vi cá này mọi người ơi. Ôi, để đây, từ đây. Một cái sợi vi cá. Vi cá còn đàng hoàng nha. Rồi ăn thử. Dân anh vì cá đúng thì nó hơi thịt thịt dai dai. Oh, yeah. Đây là nhân dừa sầu riêng. Yeah. Hạt dưa. Năm ngoái thì là bánh nhân dừa thôi, nhưng năm nay có thêm sầu riêng. Thì thật sự mình riêng sầu riêng là mình không có hảo lắm. Nhưng mà mình biết rất nhiều quý khán giả rất là thích cái sầu riêng, ghiêng sầu riêng. Cho nên năm nay mình cũng mạo muội, mình cũng làm liều luôn. Mix giữa nhân dừa và sầu riêng thử. Này ngon mẹ. Dạ ngon. Nè, Phương Ánh. Dạ. Nó thơm chứ nhờ. Có ăn rồi con. Nó cũng thơm giống như cái kiểu này nhưng mà nó có vi cá nữa. Ừ, có vi cá nữa, đắt tiền hơn. Để cầm lên cho mọi người xem cái mức độ hấp dẫn nó như thế nào. Dạ đây. Nè cầm cái kia đi. Nha. Đây vi cá đầy luôn nè, đây quay bát trời vi cá nè. Mà con có thấy không? Dạ thấy rõ chứ không phải là dạ đây vi cá đây, vi cá đây. Ồ. Con anh ăn thử miếng vi cá không? Mà bóc lên. Nè, ăn không? Mấy cái miếng nè. Sao, ngon không? Dạ, được. Được hả? Mà ăn một chùm luôn. Đó, một chùm vi cá luôn, mẹ ơi. Rất là dai nha, vi cá đúng là nó dai. Đó, một chùm vi cá luôn. Ôi, thôi nó giật của mẹ nó thôi. Thôi, cho nó đi. Cái gì vậy, chóng mặt. Nè. Rồi ăn đi. Ăn không mẹ ăn à? Dạ ăn đi. Ăn đi. Giật trắng trần quá. Cướp. Còn nữa nè, vi cá quá trời luôn hả? Dạ. Ủa bánh. Rồi mẹ gắp tiếp cái bánh này luôn đi. Rồi, ba chúng ta rót nước và phục vụ cho sư phụ bà xã. Cho, uống trà đi. Ê, nóng không? Cẩn thận. Để ba lấy ra con miệng lấy. Nhưng mà phải nói là bánh này rất là ngon, vi cá, giam bông, gà quay. Nhưng mà cái này giới hạn chỉ có số lượng có hạn thôi. Năm nay thì cái hộp 699.000 mình chỉ làm có 89 hộp thôi. Còn lại là 600 hộp 499.000 để cho nó phổ thông, dễ bán hơn, dễ tiêu thụ hơn và mọi người dễ mua hơn. Đó. Ý, cái này không có gì. Cái này nhân dừa sầu riêng ngon lắm. Con thử đi, một trứng. Sao mình thấy giống hai trứng thôi mà. Ủa, hai trứng. Hai trứng. Nhân dừa sầu riêng hai trứng. Con anh cầm lên đưa ống kính luôn nè. Con cầm cái bánh đưa cho ông kính ra chút chút cơm kìa. Mùi dừa và mùi sầu riêng. Rất là thơm. Rồi,
có cả hạt dưa nữa nha cả nhà ơi. Có bỏ trà chưa nha mẹ? Trứng đàng hoàng nè. Bỏ trà chưa có nhưng mà cái trà xanh nó màu đó đó ba. Ồ, trà xanh nó ra cái màu nó hơi nhạt nhạt đó nhưng mà uống nó thơm lắm. Uống trà xanh rất là tốt cho sức khỏe. Thơm quá. Cái ly không được đẹp lắm mọi người thông cảm. Correct. Không, cái ly này mới thấy được cái màu trà. Thấy đâu? Đó. Cái màu vàng vàng trà. Rồi lấy cái ly uống Sivat whisky. Uống trà xanh, nó sai trái hết sức luôn. Nè. Một tay cầm bánh, một tay cầm cái trà. Rồi cái mùi sầu riêng. Nó đưa lên cái mùi sầu riêng. Con thử không? Đẻ lên. Mờ. Ngồi đi ra đi ngồi chơi review mà cuối cùng không ngồi review. Đừng nói ngon quá là không xin thêm nha. Đây, con thử một chút thôi nha. Đừng cái mặt đi. Một chút thôi nha bà. Một chút thôi. Để bà bán hàng nha con. Để bà bán hàng, bà kiếm ăn con ơi. Thực ra mấy bạn nhỏ thì không phải là món khá khoái khẩu của mấy bạn. Mẹ nói gì cho bà bé hết rồi. Nhưng dừa ngon quá. Nó có thêm cái hương sầu riêng. Cái này ngon. Cái gì vậy? Nó vừa phải, nó không bị ngọt quá đó bà. Ngon quá, đúng rồi. Trời, bán ra chứ bán ra hai ngõ này bán được rồi. Không phải khách hàng tiềm năng của tôi rồi. Bánh dừa ngon quá à. Bánh dừa đừng kem bánh kính nè con. Hai đứa đừng chạy qua chạy lại. Dạ, con biết rồi. Qua con lấy cái này. Cái ấm thì ăn. Cái gì? Nói chung giờ mình phải review rồi cho. Vẫn là cái nhân dừa đó. Nó rất là thơm ngon. Nhưng mà nó có cái hương sầu riêng. Nó tạo thành một, nó kích thích cái lỗ mũi mình, kích thích khứu giác và vị giác mình ghê gớm. Ý là mình cũng rất là ngại với cái hương sầu riêng nhưng mà có cái hương thôi, ăn cái được. Nó không quá bị nồng với mùi hương sầu riêng. Thì ăn con. Anh đây con. Con nhân dừa con, ngay là đây. Bỏ vô miệng rồi, ngay mình. Hả? Trời ơi, mình tao mùi cái gì giống đi. Nó đậu nó sợ. Gì vậy? Mình ba đút nguyên một miếng luôn á. Rồi con cắn đi, con thì con tự cắn. Cắn nữa đi ba, ăn nữa. Ồ, cắn bự quá. Trời, nhỏ này nó giống tôi, dễ sợ luôn á. Sợ sầu riêng. Tôi cũng sợ sầu riêng. Bịt lên mũi ba đi. Em mắc mà hay. Quá lãng thì nó giới thiệu bánh mình vậy. Giới thiệu kiểu này chắc không ai ăn bánh sầu riêng quá. Nó đùa cho ngon lắm nha quý vị các bạn. Mình tin chắc bạn nhỉ. Đấy mẹ con gái đi qua đi qua lời lưng của tôi. Như vậy là chỉ còn khoảng hơn 3 tuần lễ nữa thôi, khoảng 4 tuần nữa thôi là chúng ta sẽ đến Tết Trung Thu. Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi ba nhà băng. Ba nhà băng hùng hồn là gì? Ba ở nhà ba coi TV. Tết Trung Thu đốt đèn đi tu. Đà xanh cũng dễ uống. À mẹ uống không? Quên. Sorry. Whisky trà xanh. Whisky. Sivat. Sivat trà xanh. Mới thấy luôn. Sivat 18 chị. Không nóng đâu. Hỏi ngon. Vote. Mình xin vote cho thứ nhất. Không, cái nhân dừa sầu riêng. Hạt dưa năm nay cực kỳ ngon. Năm ngoái có mà không? Không, năm ngoái là chỉ có nhân dừa, không có sầu riêng năm nay. Có. Rồi, quý vị các bạn thân mến, sản phẩm Trung Thu năm nay đã 2019 đã xuất hiện và chỉ có 600 hộp, 499.000. Trong đó, một cái thập cẩm lạp xưởng, một trứng, một cái nhân dừa, sầu riêng, hạt dưa, hai thỏi sô-cô-la, hai hộp trà xanh 499.000 đồng.
năm nay mình chỉ ra có 600 hộp thôi. Rồi, còn lại thì cái hộp cũ năm ngoái vẫn là hộp premium là 699.000 và năm nay cũng chỉ rất là giới hạn, chỉ có 89 hộp thôi. Bên trong đó 89 hộp premium này, trong đó một hộp là jambon, một cái là jambon gà quay hai trứng, còn cái kia là vi cá, thêm chữ vi cá jambon gà quay hai trứng, cực kỳ xuất sắc. Rồi, và cũng tương tự có thêm hai cái bánh giống như bên cái hộp gọi là hộp phổ thông này, đó là một cái thập cẩm một trứng, một cái thập cẩm lạp xưởng một trứng và một cái nhân dừa sầu riêng hạt dưa, hơi khó nhớ chút xíu nhưng mà mình tin rằng cái này mới là đặc biệt của năm nay. Hy vọng quý vị và các bạn ủng hộ cho cái này và mọi người cũng thông cảm cho Colorman rằng là mình không thể, mình không có sản xuất nhiều cho nên là nó cứ phải fix như vậy, mình không thể. Hồi nãy bà xã có hỏi là một số bạn của bà xã muốn mua là thập cẩm không được không, thì cái này thật sự năm nay mình chưa làm được, hy vọng sang năm mình có thời gian lúc đó thì mình sẽ làm nhiều hơn, mình làm chừng 1.000 từ vài ngàn cái thì chắc chắn là mình có thể trao đổi qua lại được, còn năm nay chỉ làm như thế thôi. Và mong rằng quý vị và các bạn nếu như đã yêu thương Colorman tiếp tục ủng hộ bánh trung thu của Colorman năm nay, và cái này mình thật sự mình cũng có thể nói với quý vị và các bạn rất là ngon. Mình không phải là tín đồ của bánh ngọt, mình không hảo ngọt lắm đâu, mình ăn bánh, mình tất cả các loại bánh ngọt mình ăn để lấy vị, nhưng mà hôm nay mình vẫn test thử để chắc chắn rằng bánh trung thu của năm nay phải ngon, phải đảm bảo từ mức năm ngoái trở lên. Và năm nay mình cảm thấy cái bột nó cũng thơm hơn, mềm hơn, tất cả mọi thứ chất lượng hơn năm ngoái, và hy vọng rằng quý vị các bạn sẽ hài lòng. Còn nếu quý vị các bạn chưa hài lòng ở điểm nào, quý vị các bạn cứ góp ý cho Colorman để điều tiếp tục điều chỉnh. Bởi vì sao? Ẩm thực, khẩu vị của mỗi người đều khác nhau. Ẩm thực đối với khẩu vị của người này là khác, đối với khẩu vị người kia là khác. Mình chỉ có thể làm tốt nhất có thể trong phạm vi khả năng của mình, mà mình cũng không phải là đầu bếp, mình cũng không phải là chuyên gia ẩm thực, chỉ biết rằng mình làm tất cả mọi thứ bằng trách nhiệm. Nó hơi sến quá, nhưng mà thật sự là vì mình nghĩ mình muốn có những cái món quà đặc biệt cho bạn bè, cho người thân, mà do chính tay mình thì không phải làm hết đó, mình cái công thức thôi, công thức mình cùng với sư phụ ốc tiêu năm ngoái đã làm, năm nay mình không có tùy giờ nhưng vẫn tiếp tục dựa trên công thức đó phát triển lên các dòng sản phẩm handmade thủ công nhà làm để gửi tặng đến quý vị khán giả và bạn bè gần xa. Và hôm nay xin được cảm ơn sư phụ xã cùng với hai con bé Song Anh và Vân Anh và Thủy Anh quá nhoi đã cùng với Colorman thực hiện video này. Xin chào tạm biệt, bây giờ mình phải xách giỏ ra sân bay, kẻo trễ là bị nổ phạt. Có cần cầm thêm mấy cái bánh nữa ăn không? Bạn thêm bánh luôn hả? Dạ. Ủa? Thôi để nhà đi. Một bánh. Có cái hành dưa nè. Chú kéo về ly đi. Dạ, kéo về ly luôn hả? Kéo ly cho đúng bài không? Chứ thật ra. Trời ơi, kéo. Rồi, xin chào tạm biệt nha. Chấp ly luôn. Không bắt cho nó đi. Thôi. Bé ngủ con. Kéo bà lại. Chưa, bà đem ba ly ra chơi chứ chưa đi. Bà nói vậy để bà đi. Bà nói vậy để bà đi. Chưa, no, stop. Hãy đưa bắt người nhà. Đúng. Ba đi kìa. Rồi.